tay nhìn thuốc đằng kia, rốt cuộc phải đi vòng một vòng mới nó qua được. Bị thống ơi, nghe nói là ngày xưa rồi số tiết kỷ tính ấy bị thất bại là bởi vì không có điện thoại di động, không nối được, không thời kỳ đó nếu mà có điện thoại, có mà điện thoại di động như bây giờ thì là số tiết kỷ tính là có thể là ngưng lại được, đúng không? Có xong nghe nói là ở ngoài này là trung ương là gọi là trung ương là chỉ định vào là vào không đến nơi mà là không đon quá, tưởng nghĩa đon mà. Dọc thì ớn luôn. Nắng nó phân tích được.